Đội hình câu lạc bộ võ Trường Toản, Cần Thơ. Số 1 thủ môn Trần Hoàng Minh. Số 2 Trần Minh Chí. Số 3 Nguyễn Nhật Phi. Số 4 Trần Ngọc Cường. Số 5 Nguyễn Thành Phong. Số 6 Nguyễn Hoàng Khang. Số 7 Huỳnh Phan Anh Tú. Số 8 Nguyễn Thái Bảo. Số 9 Nguyễn Đình Hàn Phúc. Số 10 Hồ Đức Nam. Số 11 Nguyễn Mạnh Tiến. Số 12 Huỳnh Phúc Tiến. Đội cầu thủ nhí 2018 bao gồm: số 1 thủ môn Nguyễn Bảo Linh, số 3 Dương Thế Lượng, số 4 Huỳnh Minh Anh, số 5 Đỗ Gia Khang, số 6 Hồ Quang Trường, số 7 Trương Gia Khôi, số 8 Hồ Đức Tuấn, số 9 Lê Duy Khiêm, số 10 Nguyễn Trung Quân. Hy vọng rằng các cầu thủ nhí sẽ có một ngày thi đấu thành công. Và đội trưởng là Quang Trường. Các thầy đã tín nhiệm để giao chiếc băng đội trưởng cho Quang Trường. Chỉ có điều chiếc băng đội trưởng thì lại hơi rộng quá so với cánh tay hơi nhỏ của Trường. Quang Trường. Minh Anh. Tuấn đi đâu Tuấn? Quang Trường. Quang người tốt. Một pha phối hợp tốt của các cầu thủ nhí. Không được rồi. Gia Khang. Không được. Bóng đang luẩn quẩn ở khu vực cấm địa bên phía các cầu thủ nhí. Một pha phát bóng lên. Duy Khiêm. Không được. Rất tốt, không vào. Đúng là chỉ có may mắn mới cứu các cầu thủ nhí trong pha bóng vừa rồi. Cầu thủ số 10 Cần Thơ. Rất tốt. Bảo Linh đã cản phá được trái bóng trong tình huống vừa rồi. Và lúc này là phản công của cầu thủ nhí 2018. Trung Quân làm gì? Trung Quân không được rồi. Trung Quân một đường chuyền tốt. Đức Tuấn lên luôn. Quân đá xong rồi đứng lại kìa. Một pha phối hợp không ăn ý của các cầu thủ nhí 2018. Minh Anh. Gia Khang. Không được rồi. Một pha ném biên của các cầu thủ Cần Thơ đã bị mất bóng và bây giờ sẽ là pha phản công. Không được rồi. Đá về, đá về. Từ từ Khang. Đá giữa, nhanh đá giữa. Bước về Nam. Bước lên Khang. Quang Trường rất tốt. Quang Trường rất nhanh. Đức Tuấn làm gì? Không được rồi. Càng chạy bóng càng xa. Sẽ là một pha đá phạt cho các cầu thủ Cần Thơ. Chạy bóng lại. Tốt. Còn đó, về Nam. Tuấn ơi bên này. Rất tốt. Tuấn ơi bên này. Vâng. Có nghĩa là phải mở ra. Và bây giờ là Trung Quân. Liệu có bàn thắng không? Không. Chích cũng bút chì bằng mũi chân. Nhưng bóng đã đi chạch khung thành. Và Trung Quân đã thể hiện mình là một người có tố chất bóng đá phổi rất lớn khi thể hiện pha bóng vừa rồi. Dù không phải là người chơi thấp nhất hàng phòng ngự, nhưng đến lúc này thì Quang Trường đang chơi rất tốt bằng những pha cắt bóng và băng lên để tấn công. Quang Trường rất tốt. Minh Anh. Duy Khiêm. Liên tục quân. Giật bên đây mà lấy bóng. Cứ đứng ở đây rồi đấy. Trung Quân. Bóng nhiều vào sau. Phá bóng Tuấn này. Mới có ít buổi tập cùng nhau, chính vì thế mà chúng ta không thể đòi hỏi được sự ăn ý của các cầu thủ nhí. Thua rồi. Một pha sút bóng tốt của Cần Thơ. Cầu thủ mang áo số 10 Hồ Đức Nam. Và tỷ số của trận đấu lúc này đã là 1-0 nghiêng về các cầu thủ nhí Cần Thơ. Mới có ít ngày tập luyện cùng nhau, vì thế mà sự ăn ý của cầu thủ nhí 2018 là không có. Và họ đang rất khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Huấn luyện viên Đồng Sơn thì đang liên tục nhắc học trò của mình, đó là truyền liên tục, truyền nhiều vào. Quang Trường. Quân. Các cầu thủ U12 Cần Thơ tỏ ra mình là một đội bóng rất có tổ chức. Họ không tấn công ào ạt nhưng phòng ngự cực kỳ chắc chắn và theo người rất sát. Có vẻ như thể lực của các cầu thủ nhí đang xuống sức rồi, trong khi hiệp 1 vẫn chưa kết thúc. Chúng ta nhìn thấy các cầu thủ Cần Thơ thì có vẻ như nguy hiểm, rất sung sức. Quang Trường Trường tốt lắm con. Có thể nhận thấy Quang Trường có một tinh thần rất lan xả trong những pha tranh chấp bóng. Ê, Khang ơi, tự tin lên con, tự tin lên.
Như vậy chúng ta thấy rất rõ ràng vào lúc này ở hàng phòng ngự chỉ còn có Minh Anh và Gia Khang, trong khi đó Quang Trường được đẩy cao lên để tạo áp lực về phía khung thành bên phía Cần Thơ. Có thể nói là các cầu thủ Cần Thơ chơi bóng rất bài bản. Nếu như các đồng đội ở trên đã bị bắt thì các cầu thủ phía dưới không phát bóng lên mà đá nhỏ từ phía phần sân nhà. Lại là cầu thủ số 10 của Cần Thơ rất nhanh. Minh Anh làm gì? Minh Anh vẫn đang chơi tốt. Hiệp 1 của trận đấu chỉ còn ít phút nữa thôi, tỷ số vẫn đang là 1-0 nhưng về phía Cần Thơ. Đúng rồi. Đó. Một pha phối hợp. Không được. Thời điểm này các cầu thủ nhí có được Minh Anh và Quang Trường, đó là những cầu thủ chơi rất nỗ lực, có sự chênh lệch không nhỏ đối với các cầu thủ Cần Thơ. Có lẽ rằng sau trận đấu này thì hai huấn luyện viên Hồng Sơn và Trần Minh Chiến sẽ phải tập luyện thể lực cho các cầu thủ nhí 2018 nhiều hơn, khi mà họ sẽ có chuyến du đấu tại Tây Nguyên trước khi đến với Hàn Quốc. Một pha chuyền bóng tốt, Đức Tuấn, Quang Trường. Anh đi vào trường. Chuyền bóng tốt, Phật bật tường tốt, Quang Trường quăng chân đi. Không vào, bóng đập sang ngang. Không vào, và sút bóng tiếp theo là của Duy Khiêm. Ok, ok, giỏi, giỏi, giỏi. Các cầu thủ nhí 2018 đã có những pha phối hợp tốt hơn, tuy nhiên thì bàn thắng vẫn chưa đến. Một pha phối hợp của Đức Tuấn và Quang Trường. Đẩy qua phòng. Đức Tuấn chuyền, Trung Quân làm gì? Sút đi. Sang tay rồi. Sẽ có một quả penalty. Trường đã đây. Đây bắt Hồng Sơn. Quang Trường. Đó là một pha sút phạt rất tốt của Quang Trường. Vậy là tỷ số lúc này đã là 1-1 cho các cầu thủ nhí 2018. Tiếp tục. Từ từ tiến. Đi, ở trong tiến. Thua rồi. Đó là một pha phá bóng nhưng lại thành một pha dứt điểm cực kỳ khó chịu. Vừa mới gỡ hòa, ngay lập tức thì các cầu thủ nhí đã bị dẫn trước bằng một pha ghi bàn từ giữa sân của cầu thủ Cần Thơ. Đức Tuấn. Không. Đức Tuấn là một cầu thủ có cơ bản cầm bóng, đi bóng, truyền bóng tốt, nhưng có một kỹ năng mà cần phải luyện tập hơn, đó chính là sút bóng. Sút đây giờ. Sút đây. Vào rồi. Vâng. Đó là một pha phản lưới nhà của các cầu thủ nhí Cần Thơ. Và hiệp 1 cũng đã kết thúc, tỷ số là 2-2. Đón xem vào 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên VTV3. Lotte Chemical hân hạnh đồng hành cùng chương trình.